Đập Tam Hiệp luôn được mệnh danh và tin tưởng vì nắm giữ vị trí ngôi vương của các con đập, mang lại nhiều lợi ích cho người dân qua lời tuyên bố của các nhà chức trách. Tưởng rằng những điều này sẽ khiến siêu đập Tam Hiệp mạnh mẽ như một pháo đài thép, không xi nhê trước tên lửa hay vũ khí hạt nhân. Nhưng cuối cùng lại có thứ không ai ngờ tới có thể khiến cho siêu đập này phải run sợ. Đập Tam Hiệp của Trung Quốc là đập thủy điện lớn nhất trên thế giới, được xây dựng trên sông Dương Tử với kích thước cao nhân dài nhân rộng đỉnh nhân rộng đáy, lần lượt là 181m nhân 2.335m nhân 40m và nhân 115m. Siêu đập này có tổng công suất lắp đặt là 22,5 GW và công suất thiết kế phát điện hàng năm là 88,2 tỷ kWh nhờ vào 34 tổ máy phát điện. Với những con số khủng trên thì rõ ràng đập Tam Hiệp có tầm ảnh hưởng to lớn đến vận mệnh Trung Quốc. Giáo sư tiến sĩ khoa học Phạm Hồng Giang, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nguyên Phó Chủ tịch Hội đập lớn Thế giới, nguyên Chủ tịch Hội đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam đã thẳng thắn khẳng định về mức độ nguy hiểm khi đập Tam Hiệp vỡ là một thảm họa cực lớn, tổn thất về người và của là khôn xiết, khiến Trung Quốc lâm vào tình trạng thiếu điện, khoa học công nghệ tan tành, kinh tế suy sụp, đói kém, bệnh dịch sẽ hoành hành, vân vân. Tuy nhiên, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Kỹ thuật Thủy điện Trung Quốc Zhang Boting từng khẳng định chắc nịch rằng siêu đập này vô cùng chắc chắn và có khả năng chống lại những cuộc tấn công hạt nhân. Ông nhấn mạnh con đập sẽ không sụp đổ ngay cả sau một cuộc tấn công lớn. Nhiều chuyên gia cũng thừa nhận việc dùng tên lửa tấn công đập Tam Hiệp cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi. Phải biết rằng khi thiết kế đập Tam Hiệp, giới chức trách Trung Quốc sẽ phải cân nhắc đến mọi rủi ro có thể xảy ra. Chính ông Zhang Boting cũng từng chỉ ra rằng một số chuyên gia hạt nhân, những người cho rằng an ninh quốc gia không phải là mối quan tâm trong quá trình thiết kế đập Tam Hiệp đã có nhận thức sai lầm. Dù có thể cân mọi tên lửa và vũ khí hạt nhân, nhưng đập Tam Hiệp vẫn phải e sợ trước một thế lực, đó chính là trọng lực. Gu Osun, nhà nghiên cứu tại Viện Cơ học Kỹ thuật thuộc Cục Quản lý Động đất Trung Quốc tại Bắc Kinh, từng nói với Thời báo Hoàn Cầu rằng đập Tam Hiệp là dự án an toàn tuyệt đối, có thể tồn tại tới 1.000 năm. Ngoài trọng lực, không có ngoại lực nào, kể cả lũ lụt hay động đất, có thể làm con đập biến dạng. Và khi đi tìm hiểu kỹ hơn thì có khá nhiều thế lực khiến cho người dân phải lo lắng về những lợi ích mà đập Tam Hiệp mang lại. Mục đích chính là ngăn lũ, nhưng trước diễn biến mưa lớn như hiện nay, khi mà lần đầu tiên siêu đập Tam Hiệp phải mở 11 cửa xả lũ, khiến đời sống người dân thêm phần khó khăn. Hàng ngày, họ phải đối mặt với nhiều hiểm nguy trực chờ và cuộc sống hiện tại không khác nào cá nằm trên thớt. Người dân sống dọc sông Dương Tử, đặc biệt là khu vực tỉnh Hồ Bắc, đang phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng sau khi đập Tam Hiệp xả lũ 11 cửa. Hình ảnh dòng nước lũ cuồn cuộn khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải choáng ngợp. Quyết định xả lũ được đưa ra trong bối cảnh mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp đã lên đến mức báo động, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của con đập lớn nhất thế giới này. Bà Vương Kinh ở Kinh Châu, Hồ Bắc bức xúc. Nghe nói họ mở 11 cửa xả lũ, người dân hạ du chúng tôi giờ như cá nằm trên thớt, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Từ đầu tháng 5 năm 2024, trong mùa bão lũ năm 2024, Trung Quốc cũng đã ra cảnh báo lũ lụt nghiêm trọng ở vùng Trung và hạ lưu sông Dương Tử. Bài toán nan giải của siêu đập Tam Hiệp. Việc xả lũ Tam Hiệp luôn là bài toán nan giải. Nếu không xả, nguy cơ vỡ đập là rất lớn, ảnh hưởng đến hàng triệu người dân vùng Thượng Du. Nhưng khi xả lũ, người dân hạ du lại phải gánh chịu hậu quả. Những ngày qua, mưa lớn liên tục tại thượng nguồn sông Dương Tử khiến mực nước tại hồ chứa Tam Hiệp tăng cao nhanh chóng. Các kỹ sư của đập Tam Hiệp đang phải đối mặt với áp lực cực lớn. Một kỹ sư cho biết mực nước dâng lên quá nhanh, nếu không xả lũ, đập sẽ không chịu được mất. Tất yếu, thông tin xả lũ khiến người dân hạ du như ngồi trên đống lửa. Nhiều người ở Kinh Châu và Sa Thị đều thuộc tỉnh Hồ Bắc, thậm chí còn chưa kịp thu dọn đồ đạc, đã phải di tản lên vùng cao. Mực nước sông tại khu vực Sa Thị, Kinh Châu đang tiến gần đến mốc lịch sử là 41m. Trong khi đó, tại Trùng Khánh, mực nước sông tại bến cảng Triều Thiên Môn cũng đang ở mức báo động. Nguy cơ nước lũ tác động tiêu cực đến bến cảng lịch sử này là rất lớn.
Để cứu Trùng Khánh, các kỹ sư đập Tam Hiệp buộc phải lựa chọn xả lũ, bất chấp những thiệt hại mà người dân hạ du phải gánh chịu. Tình trạng ngập úng nghiêm trọng đã xuất hiện tại nhiều khu vực ở tỉnh Hồ Bắc. Tại thành phố Tương Dương, nước mưa không thoát kịp đã tràn ngược vào hệ thống cống thoát nước, khiến nhiều tuyến đường biến thành sông. Người dân bất lực nhìn tài sản chìm trong biển nước. Một người dân ngao ngán nói, giờ thì thành phố biến thành biển rồi, chúng tôi sống như rùa trong hang vậy. Với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, công tác dự báo lũ lụt hiện nay đã có nhiều tiến bộ. Hệ thống quan trắc được lắp đặt dọc theo sông Dương Tử có thể nhanh chóng phát hiện những thay đổi bất thường của mực nước và đưa ra cảnh báo kịp thời. Tuy nhiên, ngay cả công nghệ tiên tiến nhất cũng không thể chống đỡ được sức mạnh của thiên nhiên. Một chuyên gia lo ngại, mưa lớn tại thượng nguồn vẫn tiếp diễn. Nếu tình hình này tiếp tục, e rằng ngay cả đập Tam Hiệp cũng sẽ trở thành một cái bồn tắm khổng lồ. Dọc bờ kè khu vực Sa Thị, Kinh Châu, lực lượng chức năng đang khẩn trương gia cố đê điều, dựng lều trại để ứng phó với tình hình mưa lũ. Hình ảnh người dân khẩn trương di rời tài sản lên vùng cao, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía dòng nước cuồn cuộn, khiến ai nấy đều không khỏi xót xa. Tác giả bài báo nhận định, trong câu chuyện giờ khóc giờ cười này, có lẽ những người ngoài cuộc như chúng ta là may mắn nhất. Hãy thử tưởng tượng, hàng triệu người dân hạ du đang phải sống trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu, đêm ngủ cũng không yên giấc vì sợ nước lũ ập đến. Tuy nhiên, thay vì than trách, chúng ta nên nhìn nhận sự việc một cách khách quan và có trách nhiệm hơn. Nếu không có đập Tam Hiệp, có lẽ tình hình lũ lụt tại thượng nguồn sông Dương Tử còn kinh khủng hơn rất nhiều. Công trình vĩ đại này đã giúp điều tiết lũ, giảm thiểu thiệt hại cho hàng triệu người dân. Bài học mà chúng ta rút ra từ sự kiện xả lũ Tam Hiệp đó là con người dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể chiến thắng được tự nhiên. Hãy học cách chung sống hòa bình với thiên nhiên. Cho đến nay, siêu đập Tam Hiệp của Trung Quốc là con đập lớn nhất thế giới với kinh phí xây dựng lên đến 28,6 tỷ đô la Mỹ. Qua gần 2 thập kỷ xây dựng, đập Tam Hiệp chính thức đi vào hoạt động vào năm 2006. Con đập này được xem là công trình xây dựng thách thức bậc nhất thế giới vì nó chặn dòng sông Dương Tử, con sông dài nhất châu Á và dài thứ ba thế giới. Song song với các mối lo ngại đó, đập Tam Hiệp cũng là một trong những đập thủy điện khiến nhiều chuyên gia thế giới lo ngại vì những hiểm họa khôn lường khi xây đập chắn ngang sông. Công trình này thể hiện được khát vọng và sức mạnh của Trung Quốc, nhưng đồng thời cũng gây nên không ít lo lắng và tranh cãi. Trên khắp thế giới, các dòng sông tự nhiên đang bị chia cắt bởi các đập thủy điện, đập nước và các rào cản khác. Đây là một trong những nguyên nhân lớn nhất nhưng ít được thừa nhận nhất gây mất đa dạng sinh học trên toàn thế giới. Theo một báo cáo mới của chỉ số sức sống và hành tinh, sự phân mảnh của các dòng sông là nguyên nhân chính khiến quần thể cá di cư giảm 81% kể từ năm 1970, tỷ lệ mất động vật hoang dã gấp 6 lần so với động vật sống trên đất liền hoặc dưới biển. Những loài cá di cư này cần di chuyển giữa các phần khác nhau của sông và đại dương ở các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của chúng. Ví dụ, cá hồi đi từ biển đến sông Hồ để sinh sản, trong khi lươn thì ngược lại. Cá da trơn Dorado hay là Goliath di cư hơn 11.000 km từ nơi sinh sản ở vùng cao Andes đến khu vực ương dưỡng ở cửa sông Amazon. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải duy trì càng nhiều dòng chảy tự do càng tốt. Tuy nhiên, nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng tái tạo có nghĩa là có ít nhất 3.500 đập thủy điện đang ở giai đoạn phát triển khác nhau trên khắp thế giới, khi hoàn thành sẽ tăng gần gấp đôi số lượng đập lớn trên trái đất. Chỉ tính riêng ở châu Âu đã có hơn 1 triệu đập chắn sông và ít nhất 16 triệu đập trên toàn thế giới. Chỉ khoảng 1/3 số con sông dài nhất thế giới vẫn chảy tự do và chưa đến 1/4 chảy thông suốt ra biển. Sau khi tất cả các đập thủy điện mới được hoàn thành, 93% số sông trên trái đất dự kiến sẽ được phân loại là bị chia cắt ở mức độ vừa phải đến nghiêm trọng. Với các rào cản đang chặn các tuyến đường tự nhiên trên sông, không có gì ngạc nhiên khi số lượng loài cá nước ngọt di cư sụt giảm nghiêm trọng. Theo báo cáo mới, những thiệt hại đáng báo động nhất là ở châu Mỹ Latin và Caribe, nơi quần thể cá nước ngọt chỉ còn chưa bằng 1/10 so với năm 1970. Khu vực này phụ thuộc nhiều vào thủy điện và đang bị đe dọa bởi nguy cơ hạn hán ngày càng tăng. Nhưng hàng triệu người trực tiếp dựa vào những loài cá này để lấy thức ăn, sinh kế và văn hóa truyền thống. Do đó, cơn khát toàn cầu với năng lượng sạch tái tạo có thể dẫn đến những hậu quả không lường trước được.
một con sông ở Mỹ đang cho thấy một hướng đi khả thi trong một hoạt động chưa từng có nhằm khắc phục những thiệt hại sinh thái do việc xây đập gây ra. 6 con đập dọc theo hơn 640 km sông Klamath ở bang Oregon đang được dỡ bỏ. Sông Klamath sẽ chảy tự do, có những đoạn có nước chảy sau khi khô hạn gần 100 năm. Cá hồi di cư và cá hồi vân một lần nữa sẽ bơi lội tự do khắp khu vực sông, cộng đồng bản địa sẽ được tiếp cận với nghề cá truyền thống và chất lượng nước sẽ được phục hồi. Có nhiều lựa chọn trong việc loại bỏ hoàn toàn đập. Ở nhiều nơi trên thế giới, hoạt động của đập cũng đang được sửa đổi nhằm cố gắng làm cho dòng nước chảy tự nhiên hơn. Có thể khắc phục được một số tác động thảm khốc do sự chia cắt sông gây ra đối với các loài cá di cư. Tuy nhiên, điều này sẽ phụ thuộc vào các biện pháp can thiệp kỹ thuật lớn và khẩn cấp giúp cân bằng hiệu quả nhu cầu trữ nước trong các hồ chứa với nhu cầu của con người về đa dạng sinh học nước ngọt. Điều này có thể đi đến kết luận rằng, dù là một công trình thủy điện to lớn gây được tiếng vang với nhân dân trong và ngoài nước, đập thủy điện cũng tự tin vì có những năng lực lớn lao của mình. Tuy nhiên, cũng không thể chối bỏ hoàn toàn những lo ngại mà con đập gây nên. Và đứng trước nhiều sự bất an của người dân về siêu đập thế kỷ, thời gian tới, các nhà chức trách sẽ làm gì để xoa dịu tình hình này? Đập Tam Hiệp tọa lạc trên sông Dương Tử là công trình thủy điện lớn nhất thế giới từng được xây dựng. Tổng dung lượng nước trữ của hồ chứa đập Tam Hiệp là 39,3 tỷ mét khối. Con đập này được làm từ bê tông và thép, chiều dài lên tới 2.355 mét. Đáng chú ý, đỉnh đập cao 185 mét so với mực nước biển và thành đập cao 181 mét so với nền đá. Toàn bộ hệ thống siêu đập có 32 máy phát điện, mỗi máy nặng 6.000 tấn, công suất 22,5 GW. Theo Visual Capitalist, Trung Quốc đã mất hơn 32 tỷ đô la Mỹ, tương đương hơn 812.000 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại để xây dựng con đập này. Nó được sử dụng để sản xuất thủy điện, kiểm soát lũ lụt và cải thiện giao thông. Tuy nhiên, công trình này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho con người và phía Trung Quốc cần có biện pháp giải quyết. Ví dụ, sức mạnh khổng lồ của lượng nước phía sau đập Tam Hiệp một phần đã làm xói mòn bờ sông Dương Tử. Vấn đề cần đặc biệt chú ý. Tuy nhiên, trầm tích là vấn đề cấp bách và cần đặc biệt chú ý. Theo truyền thông Trung Quốc, trong 18 năm kể từ khi đập Tam Hiệp được xây dựng từ năm 2006, con đập này đã tích tụ 1,8 tỷ tấn trầm tích. Quan trọng, quá trình này vẫn đang tăng với tốc độ 100 triệu tấn trầm tích bồi lắng một năm. Kể từ khi vận hành, tốc độ giảm tải lượng trầm tích của sông Dương Tử ngày càng không hiệu quả. Trong giai đoạn những năm 2003 đến 2005, 64% trầm tích đi vào hồ chứa Tam Hiệp đã bị giữ lại, hay nhiều năm về sau, hơn 80% trầm tích đổ vào hồ chứa này tiếp tục bị kẹt. Điều quan trọng theo nghiên cứu năm 2024 của giáo sư Bas Van Maren và giáo sư Silun Yang được đăng trên ResearchGate đã chỉ ra, sau khi đập Tam Hiệp đi vào vận hành, sông Dương Tử chỉ giải phóng được đất sét và bùn rất mịn ra khỏi con đập, trong khi đó các loại trầm tích to và thô chỉ được giải phóng khỏi đập khi đội ngũ phụ trách cho xả lũ lớn. Sự tích tụ trầm tích do lượng nước lớn gây ra có thể ảnh hưởng đến khu vực Trung Khánh gần đó nếu tình trạng này kéo dài trong thời gian nhất định và mối nguy hiểm tiềm ẩn không phải nhỏ. Theo dự đoán của giáo sư, kỹ sư thủy lực nổi tiếng Hoàng Vạn Lý, đập Tam Hiệp có thể khiến các cảng của Trung Khánh bị tắc nghẽn bởi phù sa và sỏi trong vòng một thập kỷ. Thậm chí, lượng phù sa nặng nề của sông Dương Tử và lớp sỏi dịch chuyển của nó sẽ cản trở chính các tua bin của đập Tam Hiệp, kéo theo là lũ lụt, từ đó ảnh hưởng tới kinh tế và đời sống của người dân. Vì vậy, Trung Quốc cần chú ý và giải quyết vấn đề của con đập này để tránh gây ra những hậu quả không đáng có. Đập Tam Hiệp, công trình thủy điện khổng lồ trên sông Dương Tử, đang phải đối mặt với vấn đề bồi lắng trầm trọng, tiềm ẩn nguy cơ gây ra hậu quả môi trường và xã hội to lớn. Sự tích tụ phù sa do lượng nước lớn bị chặn lại bởi con đập ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Khánh gần đó. Nhiều nhà thủy văn Trung Quốc cũng cho rằng sự bồi lắng trầm tích sẽ làm giảm dung tích hồ chứa, ảnh hưởng đến khả năng quay tua bin, từ đó làm giảm hiệu quả sản xuất điện năng. Bên cạnh đó, khi dung tích chứa lũ bị bồi lắng, khả năng điều tiết lũ của đập sẽ giảm đi, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt ở khu vực hạ lưu sông Dương Tử, nơi tập trung đông dân cư và các hoạt động kinh tế quan trọng.
bồi lắng cũng làm thay đổi dòng chảy, ảnh hưởng đến hệ sinh thái sông nước, đe dọa đa dạng sinh học. Lời cảnh báo của giáo sư Hoàng Vạn Lý cách đây gần 30 năm về nguy cơ bồi lắng tại đập Tam Hiệp đang dần trở thành hiện thực. Sau 18 năm được đưa vào sử dụng, con đập này hiện đã tích tụ 1,8 tỷ tấn trầm tích và quá trình này vẫn đang tăng với tốc độ chóng mặt 100 triệu tấn trầm tích mỗi năm. Vấn đề bồi lắng tại đập Tam Hiệp là một bài toán nan giải mà Trung Quốc cần giải quyết. Việc nạo vét bùn cát là giải pháp tạm thời, tốn kém và không hiệu quả lâu dài. Tìm kiếm giải pháp bền vững để bảo vệ môi trường sông Dương Tử, bảo đảm an toàn cho người dân và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước là bài toán cấp bách mà Trung Quốc cần quan tâm. Vấn đề trầm tích tại đập Tam Hiệp hiện nay đang trở nên cấp bách, các chuyên gia và học giả đã đưa ra một số đề xuất. Đề xuất đầu tiên là sử dụng phương pháp nạo vét và làm sạch, vì nạo vét tại chỗ là một cách đơn giản và dễ thực hiện. Có thể thấy hiệu quả trong thời gian ngắn, cho phép loại bỏ bùn cát nhanh chóng. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi chi phí rất lớn và cũng gây ô nhiễm môi trường ở mức độ nhất định. Do đó, có một phương pháp khác là đào và vận chuyển bùn cát. Dù phương pháp này có thể giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhưng cần phải tạo ra nơi lưu trữ bùn cát, đồng thời phải đầu tư nhiều hơn về nhân lực và vật lực. Ngoài ra, việc vận chuyển và đốt than cũng sẽ tạo ra lượng lớn khí nhà kính. Một phương pháp khác là xử lý từ gốc, tức là trước khi bùn cát vào hồ chứa, cần đầu tư một lượng tiền và nhân lực nhất định để quản lý thông qua các phương pháp như nạo vét và làm sạch bùn cát. Phương pháp này không chỉ giảm lượng bùn cát tích tụ tại đập Tam Hiệp mà còn đảm bảo an toàn và ổn định của đập. Còn có một phương pháp khác là đổi mới công nghệ sử dụng bùn cát làm vật liệu xây dựng. Phương pháp này không chỉ giúp xử lý bùn cát mà còn thúc đẩy việc sử dụng tuần hoàn trong các công trình. Cùng với việc nốt hàng tỷ tấn trầm tích, đập Tam Hiệp còn đứng trước nhiều rủi ro khôn lường, trở thành chủ đề tranh cãi từ quá trình xây dựng tới quá trình hoạt động vì làm gia tăng động đất, lở đất, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người dân. Chính những điểm đen này đã khiến siêu đập Tam Hiệp không được lòng người dân nơi đây, dù chính quyền hết mức ngợi ca. Một trong những lý do con đập Tam Hiệp trở thành chủ đề gây tranh cãi là vì chi phí quá lớn bỏ ra xây dựng nó, không chỉ là tiền bạc mà cả sự đánh đổi rất lớn về cuộc sống con người. Để thuận lợi cho việc xây đập, khoảng 1,4 triệu người dân từng sống ổn định dọc bờ sông trong hàng thế kỷ phải di rời. Những ngôi nhà tổ tiên bị phá hủy, làng mạc không còn. Lượng người phải di rời để xây đập Tam Hiệp nhiều hơn cả lượng người phải di rời để xây 3 con đập lớn khác của Trung Quốc gộp lại. Hồ chứa đập Tam Hiệp bao trùm lên 2 thành phố, 114 thị trấn và 1.680 ngôi làng dọc hai bên bờ sông. Người dân phải di rời vẫn phàn nàn về chuyện mình được bồi thường không thỏa đáng, thiếu đất canh tác, không được phân bổ việc làm. Nhiều người cáo buộc các chính quyền địa phương đã biển thủ tiền tái định cư và sử dụng vũ lực để chặn sự phản đối của người dân. Năm 2013, chính phủ Trung Quốc từng thừa nhận một số quỹ dùng cho công tác tái định cư đã bị biển thủ lạm dụng. Theo học giả Chen Guozi tại Học viện Khoa học Trung Quốc, thu nhập của các gia đình đã giảm trung bình tới 20% sau khi di rời vì phải từ bỏ vùng đất canh tác trù phú cạnh bờ sông để lên trồng trọt ở các vùng đất dốc, đồi. Việc xây dựng con đập Tam Hiệp cũng gây ra ảnh hưởng địa chất nghiêm trọng. Theo Tân Hoa Xã, tại một diễn đàn năm 2007, nhiều quan chức và chuyên gia Trung Quốc thừa nhận đập Tam Hiệp đã ảnh hưởng đến sinh thái, môi trường và khiến tình trạng lở đất xảy ra thường xuyên hơn. Tân Hoa Xã đã từng đưa tin, dẫn lời các quan chức và chuyên gia tại diễn đàn rằng trọng lượng khổng lồ của lượng nước đằng sau đập Tam Hiệp đã làm xói mòn nhiều khu vực bờ sông Dương Tử cùng với sự dao động thất thường của mực nước đã gây ra hàng loạt vụ lở đất. Bên cạnh đó, nhiều nhà địa chất còn cho biết nước trong hồ chứa đã thấm và làm xói mòn nền của các vách đá, mực nước lên xuống cũng thay đổi trọng lượng hồ chứa và thay đổi áp lực lên các sườn dốc, gây mất ổn định các khu vực ven bờ sông. Thảm họa đầu tiên xảy ra năm 2003, không lâu sau khi hồ bắt đầu chứa nước. Khi mực nước trong hồ đạt mức 135 mét khối, lở đất bắt đầu xảy ra. Một vài tuần sau đó, tại một nhánh đập Tam Hiệp, một mảng núi lớn tách ra và đổ xuống sông, cướp đi sinh mạng của 24 người, đè sập 346 ngôi nhà và nhấn chìm hơn 20 con thuyền. Con đập Tam Hiệp nằm gần hai đường nứt gãy lớn cũng bị đổ lỗi cho việc gia tăng tình trạng động đất trong khu vực.
Các nhà khoa học cho rằng trọng lượng của hồ chứa và sự thẩm thấu nước vào đá ở dưới mặt đất có thể đã gia tăng thêm rủi ro động đất ở khu vực vốn đã được xem là có nguy cơ lớn. Theo nghiên cứu từ cơ quan động đất Trung Quốc, trong 6 năm sau khi hồ chứa đập Tam Hiệp trữ nước, thời điểm tháng 6 năm 2003 đã có 3.429 trận địa chấn được ghi nhận dọc hồ chứa. Trong khi đó, con số này trong thời gian từ tháng 1 năm 2000 đến tháng 5 năm 2003 là 94 trận. Một quan ngại nữa, đó là sự phong tỏa trầm tích. Ngăn dòng chảy sông Dương Tử, con đập Tam Hiệp đã giữ lại một lượng khổng lồ bùn phù sa, càng làm nặng nề hơn sự xói mòn ở hạ nguồn. Cuối cùng, sự phát hiện 80 vết nứt lớn trên bề mặt bê tông đập Tam Hiệp chỉ vài ngày sau khi hồ chứa bắt đầu trữ nước năm 2003 càng làm tăng sự lo lắng về độ an toàn của con đập. Thời điểm đó, nhiều quan chức Trung Quốc nói các vết nứt có thể gây rò rỉ nước nếu không được bít lại, nhưng khẳng định không đe dọa đến sự an toàn của con đập. Tuy nhiên, với những ai còn nhớ vụ sập 62 con đập ở tỉnh Hà Nam năm 1975 giữa bối cảnh mưa bão nặng nề thì điều này không trấn an được họ. Theo nhà báo Nick Tagan, sự cố này đã lấy đi sinh mạng của hơn 26.000 người, con số chính thức thực tế có thể còn cao hơn nhiều lần. Năm 2011, chính phủ Trung Quốc từng thừa nhận đập Tam Hiệp đã gây ra một loạt vấn đề lớn. Hội đồng Nhà nước Trung Quốc ra tuyên bố, dự án đập Tam Hiệp mang lại nhiều lợi ích lớn toàn diện nhưng vẫn có nhiều vấn đề khẩn cấp cần phải xử lý, chẳng hạn ổn định và phát triển điều kiện sống cho người dân tái định cư, bảo vệ môi trường, ngăn chặn các thảm họa địa chất. Hiện nay, với tình hình mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng trong hàng chục năm, các đồn đoán về sự biến dạng của đập Tam Hiệp dần xuất hiện nhiều dù truyền thông Nhà nước Trung Quốc ra sức bác bỏ. Từ đây có thể thấy rằng đập Tam Hiệp không hề thần thánh như lời đồn khi vướng quá nhiều hiểm nguy tiềm ẩn, đặc biệt là ồn ào nốt quá nhiều trầm tích nhưng không thể tiêu hủy đã tạo ra sự lo ngại về những tác động không đáng có. Việc lắng đọng quá nhiều trầm tích không chỉ cản trở việc ngăn lũ mà còn đe dọa đến môi trường sống của người dân. Tuy nhiên, để xử lý dứt điểm vấn đề này chắc hẳn sẽ cần một khoảng thời gian khá dài để hoàn thiện trọn vẹn.